Rồi hello anh chị, hello nhà ha. Bữa nay ngày 27 tháng 6 ha, trại bò Phong Tri 2 xin kính chào anh chị nha. Ở trước mắt cô anh chị đây là em quay bữa nay là 4 đực 4 bò đực ha, 6 tháng. Gồm có 3 con đực kem và 1 con đực bò bê ha. Anh chị cô chú gần xa nhu cầu mua bò cứ liên hệ. Số điện thoại là 0378 709 707 nha. Địa chỉ của trại là xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre ha. Đó cô anh chị có nhu cầu mua cứ liên hệ nha. Đó. Em bữa nay hơi gấp em quay bò dẫn tắt cho cô anh chị mình xem tí nha. Đó thì đối với bò của bên trại bà sẽ bao cô chú là chân cẳng là không tặc lỗi ấp rúng thòng ruột ấp xe rúng ruột gì hết hen. Đó còn là con thứ hai cả nhà hen, giá thì em có báo trên clip rồi cậu bằng hen. Đó anh chị cô chú gần xa mua cứ xem cân nhắc rồi được chốt quan hỏi xe em giao em bao xếp cho cô chú chị mình nha. Đó còn anh chị nào có cần trại cứ đến trực tiếp trại xem bò cho chốt bò nha. Đó thì lô bò này không làm mất thời gian cô chú anh chị nữa, em báo giá công khai cho cô anh chị mình luôn là 6 con bò này là bán giá công khai cho cô anh chị mình là 60 triệu hen, 15 triệu một con hen, còn bằng 15 triệu một con. Có một con ba bê cả nhà, ba con kem nha. Chiều cao nó em đo là 1m1, 1m10, 12, 13 hen, 1m1 nó lên hết. Có con ba bê thì nó hơi mỏng hơn ba con kem tí hen, và cũng như 9,5 với 10. Đó thì cô chú anh chị nào gần xa nhu cầu mua cái liên hệ hen. Hiện tại em đang trại có đang có chuyến đi là Củ Chi, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Đức Hòa hen, Bình Dương. Thì có chuyến nếu mà được thì cô anh chị mình có nhu cầu mua có bỏ cái liên hệ hen. Tối nay xe sẽ ghép giao luôn cho cô anh chị mình nha. Tiền Giang, Cái Bè hen. Đó. Bò thì chân cẳng xương sóc này kia nọ là đầu cổ rất là khéo nha cả nhà. Đó, con nào như nấy hết. Lật lắm, giá có cả cực kỳ yêu thương ha. Thì giá này là em bao xếp cho cô anh chị mình tới nhà nha, 200 cái số. Đó, bò bên trại đã có 9 người, diêm da nổi cục, lông mòm, lông móng, trụ cho mình hết rồi. Anh chị cô chú gần xa cứ yên tâm mà nuôi ha. Này, cô anh chị mình về là cỏ rác dục vô ha, thức ăn dục vô, chỉ có cần sổ lãi, sổ rán gan nữa là xong nha. Bò, 4 bò đúng đẹp. Bò thì hiện tại cái này nó đang lên dần rồi cô chú anh chị. Thì anh chị nào có nhu cầu muốn tái đàn hay muốn mà nuôi lại thì cô anh chị cứ nhanh tay mà alo hen. Đó 4 con, 3 con pháp kem và 1 con ba bê nha. Đó hai anh chị ví dụ như muốn mua ba con kem không cũng được, là 1 con ba bê không cũng được. Đó thì em bán xong em bán cô anh chị mình hết ha. Cô anh chị gần xa nhu cầu mua cái liên hệ nha. Đó đất thì ghê đất không, đó lực lắm. Bò chỗ nhà bỏ bê quá con chú anh chị, ít có tắm rửa cũng nó hơi dơ xíu, bò này về tắm rửa sạch sẽ này kia nọ nó cũng ok ha. Đó đất quá trời, bữa nay em gấp quá em quay sơ, nãy giờ em lên nay em lên clip rồi tải nó con chú anh chị. Hẹn hồi thì em quay clip cũng đã dài rồi ha. Cô anh chị gần xa có câu nhu cầu cứ liên hệ ha. Rồi clip cũng dài rồi. Em cũng cảm ơn cô chị đã bỏ nhiều thời gian theo dõi dụng cuộc trại trong thời gian qua ha. Trại cảm ơn cô chị rất nhiều và hẹn gặp lại cô chú chị clip ngày mai tiếp tục nha. Đó 4 con ha. Xe sạn cũng sạn đi giao cho bò cho khách cô chị. Bye bye, chào tạm biệt.